Chuyện tình báo phản gián Bí mật quân cờ Phần 11 Trong chuyến đi thăm ngoại thành của ông Đàm, ông Đường đã có điều kiện để quan sát và tìm hiểu thêm về những điều mà chú cháu ông đang nghi vấn. Hôm đó, Đàm cùng với ông Đường lên thăm đền sóc và một ngôi chùa gần đó. Đền sóc từ khi dựng tượng đồng thánh gióng lên trời, ông Đàm chưa biết nên đề nghị đi Sóc Sơn. Ở đó họ đã thăm và lễ đền khoảng 2 tiếng đồng hồ, rồi trở về nhà để nghỉ ăn trưa. Chính buổi trưa hôm đó, ông Đàm đã chụp những tấm ảnh trong cuộc dã ngoại ở vườn cây của khu du lịch này. Đó là một việc bình thường. Xong trong hình ảnh chụp được, ông Đường nhận ra một khu biệt thự gần vườn hoa có một người phụ nữ quý phái đang tưới hoa ở trong vườn. Lúc đầu Đường cho là một sự ngẫu nhiên, nhưng sau đó thì ông đã hiểu được đó là nhà riêng của vợ chồng một sĩ quan quân đội đã về hưu một điều nữa mà ông đường cũng nhận ra là ông đàm hình như có phần để ý nhiều đến khung cảnh xung quanh khu nhà nghỉ và khu du lịch sóc sơn này điều ấy khiến đường có nhận xét rõ rệt rằng đàm đang có ý tìm kiếm một địa danh hoặc một nhân vật nào đó ở nơi này ông ta cất kỹ những nghi vấn ẩn ở trong lòng để tìm hiểu sau rồi cùng với Đàm vui vẻ xuất chuyến đi. Còn ông Đàm, sau chuyến thăm đến Sóc Sơn, ông ta không sao ngủ được. Thực ra, Đàm đi ra ngoại thành là có một mục đích khác. Tuy chưa đạt được kết quả rõ ràng, nhưng cũng đã xác minh được nguồn tin của người cộng sự trẻ của mình. Số là trong các nhân viên văn phòng của Đàm, ông ta để ý nhất đến một chàng thanh niên đã tốt nghiệp trường luật. Về Sài Gòn, làm ở nhiều văn phòng tư nhân, nhưng không hợp anh ta xin vào văn phòng của ông đàm vài năm trước không hiểu hợp với đàm hay thế nào đó mà anh ta đã có những vụ việc đều thắng lợi một cách xuất sắc đàm bắt đầu chú ý và quý mến anh ta đàm đã dần dần nâng đỡ và huấn luyện anh ta trở thành một nhân viên giỏi một luật sư có tài nhưng đàm không ngờ người thanh niên này lại là con nuôi vị cán bộ ngành văn hóa của thành phố hồ chí minh ông này quen biết với ông chú Đàm trước đây, người đã tìm và nhận họ hàng với Đàm 10 năm trước. Mối quen biết dắt dây đó đã dẫn Đàm tới một mối quan hệ khá mật thiết với một sĩ quan quân đội đã ở trong Ủy ban Quân quản thành phố Sài Gòn trước đây, nay đã nghỉ hưu. Ông chú họ của Đàm là một người buôn bán ở chợ Biến Thành đã nhiều năm, kể từ thời Mỹ Ngụy khi ông nội Đàm bỏ vùng quê ra Hà Nội làm thợ thì một người em ruột của ông cũng bỏ làng vào sài gòn buôn bán ông tên là kim bước đầu đi làm thuê cho một chủ sạp hàng ở chợ bến thành sau này vì chăm chỉ và tháo vát ông ta đã được ông chủ gả con gái cho nên vợ nên chồng và giúp cho cuộc sống của hai người ngày càng phát triển những năm đó ông nội đàm và ông kim vẫn có thư từ liên lạc với nhau sau này ông chủ sạp hàng ở chợ bến thành mất đi đã truyền cả gia sản cho con gái Do vậy ông Kim đã có điều kiện buôn bán phát đạt. Ông ta đã sinh được một người con trai đặt tên là Minh. Đó chính là người chú sau này nhận ông Đàm là cháu và kêu gọi Đàm và Sài Gòn làm ăn, sinh sống. Người này nếu nói về tuổi tác thì ít hơn bố Đàm 14 tuổi. Khi bố Đàm đi làm ở vùng cao vẫn thường có liên lạc với ông Minh nhưng rất ít khi họ gặp nhau. Chớ chiều thầy, Minh lại là người lấy vợ muộn đã mấy lần sinh đẻ mà không nuôi được đứa con nào. Ông bà đã đi xem bói, rồi cúng lễ ở nhiều đền chùa, xong cũng vẫn không có con. Trong khi nghề buôn bán vẫn phát đạt, tuy không phải là giàu có lớn, nhưng cũng mua được nhà lầu xe hơi. Sau ngày miền Nam giải phóng, ông Minh cũng đã hiến một số tài sản cho chính quyền cách mạng và đã từng là cơ sở của những người biệt động thành, nên được xác nhận là cơ sở cách mạng. Trong đợt cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh, ông chỉ phải đi học lớp cải tạo ngắn rồi trở về kinh doanh như cũ. Trong thời kỳ đó, ông ta đã làm quen với một vị trong ủy ban quân quản thành phố, công tác ở ban cải tạo tư bản thành phố, đó chính là ông Dương, một cán bộ nay đã nghỉ hưu như chúng ta đã biết. Từ đó ông Minh buôn bán ngày càng phát đạt ở chợ bến thành, hệ nói đến ông Minh, chủ hãng buôn vải thì rất nhiều người biết tiếng ông còn là người thường bỏ ra khá nhiều tiền làm công đức và làm từ thiện sau giải phóng ông đã tìm cách liên lạc lại với gia đình ông thợ mộc vương thế kiều song phải tới mấy năm sau ông mới biết được tin tức về con ông kiều là luật sư đàm cũng từ đó đàm đã nhận được tin tức của ông lúc đó chú cháu nhận được nhau nhưng chưa biết được mặt mãi khi đàm có dịp ghé thăm sài gòn họ mới thực sự biết nhau theo đề nghị của ông vương thế minh đàm đã nhận lời vào nam sinh sống và làm việc lúc đó thượng cấp của đàm đã đồng ý đề nghị của đàm để đàm đi nam đồng thời trao cho đàm nhiệm vụ làm sao móc nối được với một số điệp viên cũ người pháp và tìm kiếm một kẻ mà tình báo pháp cho là gián điệp của mỹ đã có được khá nhiều bí mật về quân sự của việt nam Tên này đang làm việc dưới sự chỉ đạo của CIA do một viên sĩ quan cao cấp của chính quyền Nguyễn Văn Thiệu trước đây trực tiếp chỉ đạo. Sau gần 10 năm, vừa mở văn phòng luật sư hoạt động rất tích cực, vừa sống chìm để tổ chức mạng lưới gián điệp, săn lùng bí mật quốc gia. Đam có phải tìm kiếm kẻ bí mật là tình báo của Mỹ cài lại, được người chú giúp đỡ về tài chính, cùng với sự làm ăn phát triển của văn phòng luật sư. Ông ta đã nhanh chóng xác định vị trí và tiếng tăm của mình trong giới luật sư cả nước. Nhưng 10 năm qua, nhiệm vụ tìm kiếm bí mật quốc gia, Đàm đã làm khá tốt, được đánh giá cao. Nhưng việc tìm kiếm tung tích cái bí mật kia thì vẫn chưa ra. Cho tới khi chàng thanh niên, con nuôi vị cán bộ ngành văn hóa, nói về một sĩ quan có mối quan hệ với cậu ta, có những đặc điểm mà Đàm đang tìm kiếm, thì Đàm mới thấy le lói chút hy vọng. Theo những nguồn tin này, thì cái bí mật này lại ở miền Bắc, chứ không phải ở Sài Gòn, như Trung tâm cho biết. Người luật sư trẻ của đàm yêu con gái của vợ chồng vị sĩ quan đã về hưu kia, đang ở Sóc Sơn. Cô này đã tốt nghiệp Đại học Ngoại giao, được nhận và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Khi đàm được cậu ta cho biết, cha cô ta chính là một người từ miền Nam ra Bắc trong chiến tranh và công tác ở Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đàm bắt đầu đặt người này vào diện nghi vấn để tìm kiếm về người này đàm đã nghiên cứu tìm tòi tài liệu và được cấp trên đồng ý để đàm tiếp xúc vì thế lần này ông ta mới có cuộc thăm đến đền sóc để tìm người ông ta đã chụp những bức ảnh ở đây tuy nhiên nghĩ tới những gì tìm kiếm ở đền sóc hôm nay đàm thấy mình vẫn chưa nắm được một điều gì cụ thể hoặc có được một chút tin tức nào của nhân vật mà Đàm quan tâm. Trong khi đó, việc tìm kiếm xe đen vẫn chưa có phát hiện gì. Đàm chợt thở dài, rồi ngồi vào bàn máy tính. Những năm qua, để tìm kiếm kẻ giấu mặt, Đàm đã kết bạn với nhiều nhân vật ở Sài Gòn. Được ông chú giới thiệu, Đàm đã quen với ông Dương. Một người mà Đàm hết sức chú ý trong cuộc tìm kiếm những quân bài cha Đàm để lại khi còn ở Hà Nội. Đàm đã tìm được tên nữ điệp viên có tên là Hồng Nhi. Sau khi tìm hiểu, đám biết được rằng bà ta cũng đã có thời kỳ quan hệ với một số nhà giáo người miền Nam tập kết ra Bắc. Nhưng sau đó Hồng Nhi đã lấy chồng là người Pháp rồi cùng chồng sang Pháp. Khi biết Hồng Nhi đã trở thành một kẻ mù loà thì đám không còn quan tâm nữa. Vào Sài Gòn, quen biết với ông Dương đàm đã lặng lẽ quan sát và tìm hiểu đàm mới hiểu rằng chính ông dương là người đã có thời kỳ quan hệ với hồng nhi từ đó đàm càng để ý để tâm chú ý tới ông dương nhiều hơn tìm hiểu kỹ về vị cán bộ già này theo gợi ý của các trên thì vị sĩ quan này có một trọng trách đặc biệt đối với chính quyền cách mạng thành phố hồ chí minh nhất là thời kỳ sài gòn mới giải phóng đàm sẽ phải theo dõi và tìm những bí mật của người này. Tuy vậy, cho đến nay Đàm mới chỉ biết rằng ông Dương xuất thân từ một gia đình tư sản giàu có từ trước những năm 1945 và nay gia đình này vẫn giàu nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong gia đình này, có rất nhiều người đã di tản sang nước ngoài và cũng đã trở thành những Việt kiều giàu có ở cả châu Âu và Mỹ. Có một điều đặc biệt là gần đây những việt kiều đó lại có xu hướng quay về tổ quốc đầu tư kinh doanh lớn có thể nhờ ảnh hưởng của ông dương mà gia đình này vẫn giữ được truyền thống kinh doanh và phát triển kinh tế trong xã hội hiện tại như vậy đàm cũng không hiểu vì sao ông dương không hề có vợ con mặc dù ông ta có nhiều mối tình mối quan hệ nam nữ trong thời kỳ trai trẻ hơn nữa đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử của dân tộc sống qua hai cuộc chiến tranh vậy mà đến già vẫn còn là người độc thân ông đã từng là một cán bộ có trọng trách trong chính quyền một sĩ quan cao cấp trong quân đội mà cuộc sống có phần giản dị bình thản không hề có một biểu hiện gì đáng nghi ngờ trong suy nghĩ của đàm phải chăng ông dương là một người mẫu cộng sản hoàn hảo được đào tạo từ cái nôi xã hội chủ nghĩa của liên xô và miền bắc được rèn luyện thử thách trong những chiến tranh chống mỹ nên ông đã trở thành biểu tượng của một người chân chính đàm nghĩ vậy nhưng trong lòng vẫn có một thắc mắc vậy khi quen biết với hồng nhi liệu ông dương có biết liệu có điều gì ẩn giấu dưới mối tình này và liệu ông dương và hồng nhi có phải băn khoăn đó đã từng làm cho đàm phải suy nghĩ rất nhiều để tìm ra câu trả lời và đó cũng là cái cớ để đàm quan hệ với gia đình đại gia Nguyễn Hiếu, nổi tiếng giàu có ở thành phố Hồ Chí Minh. Xong đêm nay, đêm nay nữa có đáp án chưa có câu trả lời. Nghĩ tới chuyến đi Sóc Sơn, Đàm cũng chợt nhận ra hình như Đường có điều gì đó đang giấu Đàm. Thậm chí Đường còn có điều gì như muốn thắc mắc mà chưa có dịp trao đổi cùng Đàm. Ông ta nghĩ sẽ phải ngồi lại với Đường để thực hiện ý đồ lôi kéo đường vào với mình thực hiện mưu đồ bí mật nghĩ vậy đàm liền sắp xếp kế hoạch gặp đường thật chu đáo anh chàng ở đoàn luật sư hà nội được vân đề nghị đã bố trí gặp liền trao đổi công việc cuộc gặp của họ diễn ra tại nhà hàng tùy tạ bên hồ gươm toàn bộ cuộc trao đổi hình thức đó đã được ghi lại với nghiệp vụ của mình vân được biết hôm trước khi liên ra bờ hồ chụp ảnh rùa nổi không được tình cờ vào đền ngọc sơn thì đã nhận ra đàm anh thấy đàm cũng thăm đền ngọc sơn và trượt chân khi bước qua ngưỡng cửa vào đền khi đó ông ta được một người ngoại quốc giơ tay giả đỡ họ gật đầu cảm ơn và chia tay nhau vì không quen đàm lắm nên liên công tiện hỏi mới gọi điện thoại cho bạn ở đoàn luật sư thông tin này đã được vân trao đổi ngay với nguyễn hùng hùng thở ra nhẹ nhõm anh hiểu rằng những thông tin này đã giúp anh hình dung được một điều gì đó rất hệ trọng về người luật sư này, không phải ngẫu nhiên mà họ lại có cuộc gặp chớp nhoáng đó, nhất là Đàm lại là một luật sư tốt nghiệp cao học tại Pháp, có vợ con ở Paris. Hơn nữa ông ta vẫn sống độc thân bao năm nay, không hề có chuyện trai gái. Đàm là một luật sư khá nổi tiếng, được nhiều người tôn trọng. Ông ta còn là một luật sư có tài, có một văn phòng tư vấn luật được nhiều người tin tưởng. Anh chợt nghĩ tới gia thế của Đàm, đây là điều cần phải tìm hiểu kỹ. Hùng dự định một cuộc điều tra cụ thể và thật sự chu đáo về đám Cùng những người bạn có quan hệ với ta, Hùng điện cho các cộng sự chuẩn bị giao ban chuyển án. Nguyễn Hùng cũng đã nhận được báo cáo của Dũng từ Sài Gòn gửi ra. Dũng đã có những phát hiện đặc biệt về mối quan hệ giữa ông Bình và gia đình ông Hiếu cùng Đại tá Bảo. Đây là một cuộc giao dịch để đại gia đình tư bản này đầu tư vào công trình cảng mới ở nhà bè. Trong đó có sự móc nối của vị cán bộ cách mạng đã nghỉ hưu, đó là ông Dương. Khi nhận nhiệm vụ được giao một cách chính thức từ ban tuyên giáo do Hồng phụ trách, theo quyết định của Thiếu tướng Thành Cương, Dũng đã tập trung tìm hiểu mọi tình hình về gia đình giàu có này, bắt đầu từ ông Dương, người có địa vị cao nhất trong gia đình. Theo Dũng được biết thì ông Dương là một người có mối quan biết rất rộng trong thời gian là cán bộ ủy ban quân quản sài gòn ngài mới giải phóng ông đã có những lần ký vào giấy bảo lãnh cho gia đình ông hiếu người cháu ông còn ông anh ruột trong cuộc cải tạo công tư nghiệp tư bản tư doanh và ông đã giúp cho ông hiếu có một vị thế vững vàng trong quá trình kinh doanh buôn bán sau đó nhưng dũng còn tìm được một tài liệu trong hồ sơ bí mật về ông dương mà ít người quan tâm có nói tới một mối quen biết của ông dương với một phụ nữ đã từng ở trong đơn vị tự vệ thành hà nội xưa nhưng sau đó người này đã lấy chồng người pháp tài liệu này còn cho biết ông dương về mặt danh chính ngôn thuận thì không có gia đình riêng song ông dương cũng có những mối tình ngắn ngủi và nhạt nhòa lúc còn trẻ trên cơ sở tài liệu mập mờ này sau khi được xin phép lãnh đạo cục an ninh dũng đã tập trung tìm hiểu về ông dương một cách cặn kẽ hơn anh đã lục tìm lại những người cùng thời với ông dương ở sài gòn và cả hà nội nữa bằng cách liên hệ qua điện thoại hoặc gặp gỡ trực tiếp lấy cớ xác minh cán bộ để viện huân chương lập hồ sơ khen thưởng từ đó dũng được biết rằng người phụ nữ từng ở trong đơn vị tự thành hiện đang còn sống và vẫn ở hà nội có tên là vũ nhi hồng từng được gọi là hồng nhi về bà hồng nhi dũng đề nghị đại tá hùng cử người tìm hiểu và nếu có thể được anh sẽ xin phép bay ra Hà Nội để trực tiếp báo cáo tình hình. Dũng cũng biết được rằng trước khi ông Dương tham gia đoàn thanh niên cách mạng, ông đã đổi tên Quý Dậu sang tên hiện nay. Lúc đó ông bỏ nhà đi làm cách mạng, được lãnh đạo rất tin tưởng. Rồi năm 1954, ông đã được tập kết ra Bắc. Gia đình ông là một gia đình giàu có và loại nhất nhì Sài Gòn ngày đó. Trong thời gian ở miền Bắc, ông được đi học trường chuyên nghiệp của cán bộ và con em miền nam sau đó vào trường huấn luyện sĩ quan ở quân đội ở đây ông là sĩ quan xuất sắc được cử sang liên xô du học trước khi về nước ông dương đã là người được tuyển chọn cùng một vài người bạn nữa đi thực tập và tham quan các nước đức tiệp bungary về nước ông tham gia khá nhiều hoạt động phong trào và đã quen biết nhiều bạn bè trong giới chính trị và quân sự ông cũng được cử đi vùng quảng ninh hải phòng cùng với các chuyên gia Liên Xô giúp ta xây dựng các công trình thông tin đặc biệt của quân đội. Sau đó, ông được điều về làm giáo viên của một trường đào tạo văn hóa cho các chiến sĩ và cán bộ bị thương hoặc có chiến công từ mặt trận chuyển ra. Trường này ở vùng nông thôn ngoại thành Hà Nội. Trong thời gian gần 3 năm công tác ở trường, ông tham gia công tác đoàn thể và các hiệp hội nên có quen biết nhiều cán bộ phụ nữ vì có chân trong ban chấp hành hội đoàn thể nên ông đã quen với bà hồng nhi khi đó đã rút ra khỏi đội tự vệ thành phố về làm cán bộ ngành giáo dục ở nội thành ông cũng thằng tham gia trong những cơ quan của đảng ở thành phố hà nội rồi liên ban nghiên cứu phân tích tình hình chiến sự của trung ương sau khoảng hơn chục năm công tác ở miền bắc ông dương trở lại quân đội tham gia đơn vị đặc biệt tập luyện chuẩn bị trở lại chiến trường miền nam ông được phong quân hàm thượng tá khi cùng đoàn quân nam tiến đơn vị ông Dương đã có những trận đánh lớn để tiến vào giải phóng Sài Gòn. Khi Sài Gòn giải phóng, ông được cử là ủy viên ủy ban quân quản thành phố. Ông đã có những hoạt động và công tác khá nổi trội, đặc biệt trong đợt cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh. Những ngày ông Dương ở trong ủy ban quân quản thành phố, thiếu tướng Thành Cương, lúc đó là trung tá công an, phụ trách công tác an ninh. Ông Dương phụ trách công tác giáo dục đào tạo vụ việc này ban chuyên án đã tóm tắt tình hình và hùng sẽ trực tiếp gặp cục trưởng báo cáo lại để xin ý kiến về việc tìm hiểu ông dương anh cử vũ hải tìm hiểu về bà hồng nhi và dũng được ra hà nội vài ngày để trực tiếp báo cáo với ban chuyên án những kết quả điều tra của mình khi dũng ra tới hà nội thì vũ hải cũng đã có được vài thông tin về bà hồng nhi anh cho biết bà hồng nhi là một chiến sĩ trong đơn vị tự vệ thành sau ngày tiếp quản thủ đô bà công tác ở hội phụ nữ thành phố rồi công đoàn ngành giáo dục đến khi tiến hành cải cách ruộng đất bố mẹ bà hồng nhi đã bị quy là địa chủ bà rất buồn và uất ức vài năm sau bà đã bỏ hẳn mọi hoạt động về sống với các anh em sau đó bà kết hôn với một người pháp rồi xin sang pháp cùng chồng nhưng ở đó được mấy năm bà không có con người chồng đã quan hệ với cô gái khác bà xin ly hôn rồi trở về nước sống một mình với đứa cháu con ông anh. Hiện nay bà đã ngoài 70 tuổi, nhưng có vẻ lú lẫn và mắt đã bị lòa. Còn về ông Bình, theo điều tra của Dũng thì đây là một nhân vật đặc biệt đáng quan tâm. Từ các nguồn tin tình báo và các cuộc về nước của một vài Việt kiều yêu nước, ban chuyên án đã biết được những khả năng kinh doanh và vốn liếng cực lớn của gia đình ông ta tại Mỹ. Thêm vào đó, tin tức của trung tá miên cũng cho biết nhà tư sản hồng sơn đã từng của ông bình chung vốn đầu tư cho quân đội của chính quyền nguyễn văn thiệu trước ngày miền nam được giải phóng xây dựng khu phi quân sự ở biên hòa thành một khu kinh tế đặc thù như một thành phố vệ tinh của sài gòn đây là hai đại gia nổi tiếng từ lâu dưới thời mỹ ngụy nhưng có một nguồn tin tình báo quân sự cho biết ông bình hình như còn là một sĩ quan cao cấp trong quân đội của nguyễn văn thiệu ông đã từng được trần kim tuyến người phụ trách ngành an ninh dưới thời diệm nhu chọn tuyển vào đơn vị đặc biệt từ khi còn nhỏ sau đó chính thể ngô đình diệm bị đổ thì không thấy ông bình tham gia công tác chính quyền mà chú tâm vào kinh doanh còn tại sao có thông tin bình là một sĩ quan cao cấp trong quân đội của nguyễn văn thiệu thì những tài liệu mà dũng tìm hiểu được cho biết đã có một người từng là đặc vụ sau rút và bí mật cung cấp chi tiết này cho một cán bộ quân đội sau giải phóng người này đã biệt vô âm tín bí mật lần theo dấu vết những cuộc gặp gỡ của bình và gia đình ông hiếu nhóm trinh sát do dũng phụ trách còn tìm ra một điều cần quan tâm khác trong đó có một cuộc gặp tại khách sạn hương giang đại tá bảo đã đưa đại tá trường người phụ trách đơn vị cảng mới nhà bè tới khách sạn hương giang gặp bình và nana để chuẩn bị ký kết đầu tư vào việc xây dựng cảng từ sự việc này các anh đã tìm hiểu về những sĩ quan cao cấp trong quân đội phụ trách về kinh tế các anh đã biết được rằng đại tá bảo là một chiến sĩ đặc công đã từng tham gia nhiều trận đánh lớn có chiến công rất oanh liệt trước ngày giải phóng ông đã tham gia các cuộc giải phóng vùng đảo hoàng sa của việt nam và căn cứ Hòi xoài nổi tiếng sau đó bảo phụ trách đơn vị quân đội xây dựng một công trình lớn của hải quân ngoài biển đảo rồi được chuyển về phụ trách đơn vị xây dựng cảng mới nhà bè nay là cán bộ cao cấp ở bộ chỉ huy quân sự thành phố chuẩn bị về hưu về đại tá nguyễn bảo nhóm trinh sát của thành dũng có một nghi vấn nhỏ vị đại tá này trong lý lịch không thấy ghi về xuất xứ của bố mẹ vợ chỉ có tên bố mẹ và vợ con về bố mẹ vợ ghi là thị dân xong qua các xác minh thì gia đình này là nhà buôn ở khu vực chợ lớn sau đó đã di tản đi mỹ hiện nay không còn tài sản ở sài gòn điều này đã làm cho các anh thấy gợn lên một chút băn khoăn vì thấy chưa rõ ràng và dũng đã ghi chú lại nhưng chưa hết tìm hiểu về thân thế gia đình nhà vợ đại tá bảo nhóm của dũng còn thấy một chi tiết đáng quan tâm nữa Ông bố vợ bảo là người Việt gốc Hoa. Em trai của ông ta là một nhà giàu, theo đạo thiên chúa. Có người con trai là Ngô Duy Khiên, đã di tản đi Anh từ năm 1979. Sau khi gặp Dũng, nghe anh báo cáo tỉ mỉ mọi sự việc, Nguyễn Hùng đề nghị ban chuyên án khẩn trương phân tích, nắm lại tình hình và đặc biệt lưu ý Vũ Hải và Thành Dũng tập trung tìm hiểu thật kỹ về thông tin của ông Bình đã từng là một sĩ quan cao cấp của chính quyền Ngụy đặc biệt tin tức về thời kỳ ông Bình được đào tạo như một đặc vụ dưới thầy Trần Kim Tuyến. Và nếu việc này là đúng, thì mọi cuộc tiếp xúc của Bình càng trở nên quan trọng, thậm chí còn nguy hiểm. Anh đề nghị Trung tá Miên cũng chú ý khai thác các nguồn tin tình báo từ nước ngoài những thông tin này. Đồng thời nhóm của Vũ Hải khai thác về khía cạnh những người Hoa bên họ nhà vợ Đại tá Bảo. Điều này sẽ giúp làm sáng tỏ mối quan tâm của chúng ta về những cuộc gặp gỡ của Bình và Bảo. Cuộc họp giao ban chuyên án đã nảy sinh khá nhiều vấn đề, mở ra những điểm nút đáng chú ý, có thể gỡ được những mối thắt khó khăn của chuyên án. Trước mặt Đại úy Vũ Hải là chiếc máy vi tính đang tải một đoạn băng ghi lại lễ đính hôn của Nguyễn Long và Nana vài hôm trước. Cuốn băng do trinh sát cung cấp, mọi người thấy rõ những hình ảnh diện mạo của các nhân vật đang được quan tâm trong gia đình Nana và những người đại diện gia đình Long từ Huế và Sài Gòn. Đại diện nhà trai khá đông, hơn 20 người, trong đó có cả Hảo và Thái Hà. Còn nhà gái đông đủ cả đại gia đình cùng với một vài vị khách quý của họ. Trong khi đó, Thiếu tá Trực và Trung úy Huệ Tĩnh đã có báo cáo tỉ mỉ về các mối quan hệ của ông Bình và nhà tư sản Hồng Sơn cùng với những nhà đầu tư mà Hồng Sơn đã liên kết. Tại Anh Quốc, có gia đình Việt Kiều Đỗ Thế Truyền là một triệt phú anh này cùng với con trai ông khiên từng kinh doanh địa ốc có tài khoản lớn trong ngân hàng anh ta đầu tư một vài công trình nhà hàng khách sạn trên những khu đất có sân gôn được nhiều việt kiều tham gia vừa qua ông khiên về nước và đã tới thăm gia đình ông hiếu có dự buổi lễ ăn hỏi của nana nhưng có một chi tiết khá lý thú trong buổi lễ đính hôn ấy ông khiên có một cuộc tiếp xúc ngắn nhưng kín đáo với ông bảo huệ tĩnh còn cho biết một thông tin mới phát hiện về nana đó là sự việc diễn ra trước khi có lễ đính hôn trong những ngày nana ra hà nội để chuẩn bị cho việc đón tiếp nhà trai vào sài gòn làm lễ ăn hỏi hôm chủ nhật cô đã đi sóc sơn gặp vợ của một sĩ quan quân đội từng công tác ở ban tham mưu quân khu bốn vị sĩ quan này đã nghỉ hưu hiện giờ đang điều trị bệnh tại nhà đấy là thượng tá trần cung con nuôi một nhà giáo miền nam đã mất trong chiến tranh do một trận bom của mỹ ở quảng bình ông này sống cùng với người vợ cũng là sĩ quan quân đội nhưng là một ca sĩ trong đoàn văn công của quân khu cũng đã nghỉ hưu bà ta vẫn có nhiều nét trẻ trung xinh đẹp vẫn là một người rất duyên dáng và quý phái họ chỉ có một đứa con gái sắp xây dựng gia đình cuộc tiếp xúc này diễn ra gần đền sóc gần nơi của hai vợ chồng người này theo những báo cáo cụ thể đó ban chuyên án đã xác định được Việt Kiều có tên là Khiên, có mối quan hệ về bên ngoại của Đại tá Bảo và có quan hệ thân thiết với ông Khiên. Cháu gọi ông Hiếu bằng cậu đã di tản sang Anh năm 1979. Thêm nữa, nhóm Việt Kiều ở Anh lại có quan hệ chặt chẽ với ông Hồng Sơn ở Mỹ. Mà Hồng Sơn là người có quan hệ khăng khít với ông Bình. Do đó, không loại trừ những mối quan hệ này của những người Việt tại Anh với gia đình ông bình ông khiên trong lần về nước đầu tiên này sau mấy chục năm xa cách không còi bỡ ngỡ và kinh ngạc mọi sự ở thành phố hồ chí minh đã đổi thay rất nhiều xưa nay nghe các thông tin từ hải ngoại ông cứ nghĩ mọi thứ ở thành phố hồ chí minh sẽ bê bối lộn xộn thậm chí ông còn mường tượng ra những cảnh tệ nạn mất nhân quyền ghê gớm song bây giờ nhìn sài gòn thay đổi quá lớn với những công trình xây dựng mới những nhà chọc trời những khu chung cư hiện đại, ông mới thấy ngỡ ngàng. Ông lập kế hoạch đi tham quan thành phố và các nơi mà ông đã có nhiều kỷ niệm. Ông Khiên đã tới thăm gia đình ông Hiếu, người đã có quan hệ từ trước khi ông di tản. Hơn nữa, ông còn phải chuyển quà của Kiên tới ông Hiếu. Thật may, Khiên đã được mời dự lễ ăn hỏi của Nguyễn Long và Nana ngày hôm đó. Và Khiên cũng đã gặp được ông Bảo, người anh rể họ của mình. Hai người trao đổi về ý định đầu tư Về nước của những người ở Anh Quốc Đồng thời khiên chuyển cho Bảo Món quà của người bạn Mà Bảo đã cho ông điện trị Đó là của Vũ Thủy Xong khiên không ngờ được Chính ông đã là người chuyển giao Một tài liệu bí mật của Vũ Thủy cho Bảo Thủy chính là một điệp viên Của Bảo từ trước khi ra nước ngoài Điều này khiên đã không hề biết Ông khiên cũng không thể ngờ rằng Thủy đã từng là một đặc vụ dưới chính thể Việt Nam Cộng Hòa, đã từng có nhiều tội ác với những chiến sĩ giải phóng, hoạt động tại Sài Gòn. Khi Sài Gòn thất thủ, hắn đã nhanh chân chạy sang Anh Quốc. Khiên lại càng không ngờ, Vũ Thủy lại chính là một kẻ liên lạc đặc biệt của Nguyễn Bảo với tên chùm mật vụ CIA khi trước. Bảo là người anh rể họ của Khiên. Hắn lấy người em con chú còn bác với Khiên. Là người Việt gốc hoa nhưng hắn đã giấu kín bộ mặt thật làm điệp viên của hắn cũng như không khai trong lý lịch vợ là con của gia đình người việt gốc hoa với khiên tất cả những chuyện này ông ta đều không biết kể cả khi ông ta có dính líu tới những người buôn bán ở chợ lớn khi họ chống đối chính quyền cách mạng lúc đó ông cũng không hề biết sự thực về bảo cho mãi tới sau này khi ông được các chiến sĩ an ninh trong nước đưa ra những chứng cứ về tội lỗi của bảo và thủy Ông Khiên mới vỡ lẽ Còn lúc này Ông chỉ nghĩ tới những việc cần làm Khi được về thăm đất nước Sau mấy chục năm xa lánh Những sự tiếp xúc này của Khiên Đã được các chiến sĩ an ninh chú ý Trước đó khi Hùng lục tìm tài liệu lưu trữ Khi chép về Kiên và Kiên Thấy có ghi chép Khiên là người có quan hệ Với những nhà tư sản ở chợ lớn Dính líu đến vụ chống chính quyền cách mạng Sau giải phóng Anh đã điện cho Duy Thành vì thế, thành lập tức chú ý tìm hiểu về khiên anh đã biết được mối quan hệ của khiên với thủy và truyền một triệu phú việt kiều mới nổi khi khiên về nước thì những thông tin của thành về những việt kiều này đã được gửi về cho hùng theo những tin tức bí mật mà duy thành gửi về anh đã nêu khá tường tận những vấn đề mà ban chuyên án đã quan tâm anh đã báo cáo khá đầy đủ phong trào người việt tại anh suốt những năm gần đây những người việt ở anh nhiều năm trước đã thành lập hội việt kiều yêu nước sau này là hội người việt tại anh ban đầu là do những người đồng hương ở hải phòng di tản sang anh thành lập sau đó đã được đông đảo người việt ở anh ra đi từ hà nội và các tỉnh khác tham gia có cả những người đã sang anh từ rất nhiều năm trước phong trào hướng về cội nguồn góp sức cho tổ quốc cũng dần dần được phát triển được sự quan tâm của bộ ngoại giao hai nước hội hữu nghị anh việt cũng đã được thành lập đây là bước phát triển rất có ý nghĩa trong mối quan hệ giữa hai nước tạo điều kiện cho hội người việt ở anh và những người việt sống lưu vong càng có điều kiện phát triển tiếp đến là hội sinh viên việt nam tại anh cũng được thành lập liên kết phong trào sinh viên việt nam trong một tổ chức thống nhất và có định hướng phát triển và gắn kết với hội người việt và người việt ở hải ngoại chính sách hòa giải và hòa hợp dân tộc của nhà nước đã làm dấy lên phong trào yêu nước của người Việt từ khắp năm châu hướng về Tổ quốc. Hội người Việt tại Anh đã vận động Việt Kiều và các nhà hào tâm lại được hội Phật giáo giúp đỡ, được chính quyền thành phố ủng hộ, đã thành lập một nơi thờ Phật có tên là Linh Sơn Tự ở London. Đây cũng là một điểm hội tụ những bà con có tín ngưỡng Phật giáo đến chiêm bái tâm linh và có hoạt động yêu nước hướng về Tổ quốc chính ở Linh Sơn tự trong một buổi lễ Phật đàn Thành đã gặp nhiều thành viên trong hội người Việt và nhiều người Việt sang từ Anh lâu đã có sự phát triển về kinh tế đáng nể Thành đã quen biết với ông Truyền ông Đức ông Kiên qua những cuộc tiếp xúc tâm linh ấy đi sâu về tìm hiểu các mối quan hệ của ông Kiên Thành đã biết con của ông Kiên cùng cộng tác với Truyền Kiên cũng có mối quan hệ với Vũ Thủy một họa sĩ tự do đã di tản trong những ngày diễn ra chiến dịch Hồ Chí Minh và anh ta đã tìm hiểu khá tương tận về nhà triệu phú Đỗ Thế Truyền như trên ta đã biết. Thành cho rằng Khiên và Kiên đã di tản từ năm 1979 vì một sự cả tin về lời tuyên truyền nạn kiều người Hoa chứ không phải là một kẻ chống đối chính quyền như có tài liệu đã ghi chép. Con trai của ông Khiên cũng đã làm ăn phát đạt nhờ cộng tác với đại gia truyền thành được biết ông nội truyền sang anh từ những năm 1954 khi cách mạng tháng 8 thành công. Lúc đó ông ta chưa hiểu gì về Việt Minh nhưng đến đời bố truyền người đã sống ở anh suốt mấy chục năm. Từ khi còn nhỏ đến nay đã hơn 70 tuổi lại luôn có xu hướng quan tâm đến cố hương. Bây giờ khi Trào Lưu tìm về cội nguồn, hướng về Tổ quốc đang lên, ông càng muốn tỏ rõ tấm lòng tha thiết với quê hương. Rõ ràng bố truyền là một người yêu nước cũng đã từng giúp sức cho sứ quán việt nam từ thời còn chính phủ việt nam cộng hòa rồi cả bây giờ nữa ông đã động viên truyền góp sức với quê hương cố quốc truyền là một nhà kinh doanh trẻ có tài lại được sự giúp đỡ của bố mẹ vợ là nhà giàu người anh nên đã nhanh chóng phát triển còn ông khiên đã tham gia vào công ty của truyền cùng cả ông kiên nữa đã được khoảng chục năm lại đây nên vốn buôn bán cũng khá như vậy việc có ý muốn đầu tư về nước của những người việt này xuất phát từ ý đồ tốt và rất đáng hoan nghênh đặc biệt một số việt kiều người hải phòng và sài gòn đã mạnh dạn gửi về nước những đồng tiền kinh doanh bằng năng lực của mình đầu tư xây dựng những khu nhà ở hiện đại để giúp đỡ người nghèo trong nước được chính quyền các thành phố này cấp giấy chứng nhận và tặng bằng khen riêng về vũ thủy một họa sĩ đã di tản vào những ngày sài gòn đang thất thủ anh ta hoạt động khá tự do đã có nhiều tranh và ảnh đăng trên các trang mạng thành được một người việt di tản cùng lúc đó cho biết thủy từng là một sĩ quan trong đội biệt kích đặc biệt của tổ chức đặc vụ ngành an ninh việt nam cộng hòa từ khi thủy sang anh hầu như thường đi nhiều nơi và có nhiều hoạt động về nghệ thuật anh ta có quan hệ với người nước ngoài và nói tiếng anh khá giỏi chỉ có một lần có người đã thấy anh ta cùng đi du lịch với những người việt từ mỹ sang anh không biết có phải là phiên dịch không vũ thủy quê gốc ở đồng nai thành vẫn còn đang băn khoăn chưa hiểu rõ về thủy anh đề nghị hùng tìm hiểu thêm ở trong nước về vũ thủy duy thành cũng cho biết anh đã có thông tin về ông đức và nhà sử học người anh là những nhân vật có liên quan tới nguyễn có một điều đặc biệt mà thành vừa phát hiện là nhà giáo duy đức rất thân với ông giáo sư nọ họ dạy ngôn ngữ cho nhau và đức còn dạy cả tiếng việt cho một người anh là người thân của giáo sư nữa song duy đức là người khá nổi trong giới người việt khi ở tiệp đã có người gọi anh ta là anh hùng lao động vì anh rất chăm chỉ chịu khó kiếm tiền anh ta từng đi bộ giao hàng từng buôn đầu chợ bán cuối chợ mua đầu phố bán cuối phố dù chỉ kiếm được rất ít thậm chí dầm mưa dãi nắng để mưu sinh vào chợ người việt để buôn bán lẻ ông đức sang anh là được nhờ đứa con sang du học ở anh rồi lấy chồng tại anh ông sang anh bằng hộ chiếu có thời hạn như thành biết thì đức chưa có hoạt động gì đáng nghi vấn nhất là chưa làm gì ảnh hưởng đến hội người việt tại đây còn ông giáo sư người anh thì đã được chính quyền anh tôn vinh là một nhà khoa học có tiếng ở london ông cũng là người có quan điểm thân việt nam có những hành động giúp đỡ ủng hộ việt nam trong hội hữu nghị anh việt chưa biết ông có quan hệ gì khác ngoài sự quý mến đức cũng như mến tài nguyễn mà đã mời anh ta về nhà mình nhân kỷ niệm ngày sinh như vậy theo thành thì mối quan hệ của nguyễn ở anh như thế chưa phát hiện điều gì đáng nghi vấn hùng càng thấy vấn đề khó khăn hơn trao đổi với miên và trực về những thông tin mới này hùng đề nghị miên cử người tiếp tục khẩn trương điều tra về nguyễn còn vũ thủy hùng cho rằng nếu hắn đã là một đặc vụ lại có mối quen biết với bảo điều đó càng có thể có liên lạc với nhau và như thế vai trò của khiên chắc hẳn có liên quan anh thông báo cho thành dũng bố trí trinh sát theo sát khiên và bảo cùng những người có liên quan tới gia đình nguyễn hiếu hùng đã gặp thiếu tướng thành cương để xin ý kiến về việc tìm hiểu vị cán bộ đã về hưu với quân hàm thiếu tướng Nguyễn Hồng Dương, ông Dương có liên quan tới những vấn đề trong chuyên án mà các anh đang điều tra. Thiếu tướng trầm ngâm suy nghĩ và nhìn Hồng rất lâu rồi mới nói: "Hồng ạ, à, về vị ủy viên Ủy ban quân quản thành phố Hồ Chí Minh sau ngày giải phóng này, từ trước tới nay chúng ta luôn luôn tôn trọng ông. Hơn nữa, đây là nhân vật được trung ương cử vào công tác chính quyền ngay từ sau khi tiếp nhận Sài Gòn. Ông đã có nhiều công lao" đóng góp cho cách mạng tuy nhiên hùng hãy chờ chút để bác trao đổi với đồng chí lãnh đạo đã sau đó sẽ thông báo cho cháu ngay còn phương án hoạt động của ban chuyên án cháu cứ triển khai khẩn trương hùng lặng lẽ nhìn thiếu tướng thành cương ông xưa nay luôn là người điềm tĩnh trước mọi sự việc anh lặng im nghe ông nói tiếp bác cũng vừa nhận được tin của duy thành cho biết thành đã có báo cáo đề cập vài nét đến ông việt kiều ngô duy khiên và họa sĩ vũ thủy Bên cục tình báo đã có thông tin Chắc Hùng cũng đã nhận được Hùng liền báo cáo Anh đã nhận được thư của Duy Thành Rồi chăm chú nhìn thiếu tướng Trước khi nào anh bắt gặp Những cử chỉ hay ánh mắt Biểu lộ sự lo lắng hoặc băn khoăn của ông Trước một sự việc Hay một thông tin tình huống khó khăn nào Hôm nay là lần đầu tiên Anh thấy người thủ trưởng đáng kính của mình Có một chút trầm ngâm suy nghĩ Khi Hùng nhắc tới vị cựu cán bộ thành phố mà ông đã biết anh biết ông đã từng là người cùng công tác với vị này mấy năm ở chính quyền thành phố khi đó ông vẫn còn rất trẻ với thiếu tướng mỗi khi có việc gì không quyết định được ông thường hẹn ở cấp dưới chậm lại một chút thời gian hôm nay cũng vậy hùng biết ông sẽ trao đổi với cấp trên ngay sau khi hùng ra về và chắc chắn anh sẽ có được một kết quả thỏa đáng với những thông tin bổ ích hùng nhìn ông rất chiều mến anh mang theo trong tâm tưởng mình một hình ảnh về người lãnh đạo đầy trách nhiệm và tình cảm trước lúc ra về, còn lại một mình sau lúc hùng xin phép ra về, thiếu tướng Thành Cương ngồi lặng im. Những hình ảnh và những kỷ niệm về những tháng ngày của công tác của ông Dương ở Ủy ban quân quản thành phố lại hiện lên trong ông. Lúc đó ông Dương là một cán bộ mẫu mực, một người được các cán bộ thành phố rất kính nể. Ông có dáng người cao to, nước da trắng và khuôn mặt vuông vắn, dáng đi thư thái mà lại nhanh nhẹn. Ông mặc quần áo gọn gàng, chững chạc, đó là dáng vóc của một quân nhân kỳ cựu, khiến ông Dương càng nổi bật trong cơ quan. Nhìn ông, ai cũng có cảm giác ông là một cán bộ có chức vụ cao và rất nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm đặc biệt. Từ một sĩ quan cao cấp trong quân đội, ông được cử sang làm cán bộ dân sự, phụ trách công tác văn hóa và giáo dục, rồi lại được đặc cử vào ban chuyên trách cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh khi phó thủ tướng chính phủ lúc đó là hội đồng bộ trưởng làm trưởng ban ông dương cũng được đặc cách phong quân hàm thiếu tướng khi chuẩn bị về hưu ông dương lúc ở ủy ban quân quản thành phố là một nhân vật nổi tiếng về trí tuệ và sự mẫn tiệp trong cách hành xử của mình được mọi người rất tin phục thiếu tướng thành cương lúc đó là trung tá công an phụ trách công tác an ninh của thành phố năm sau ông được điều ra hà nội để nhận công tác mới rồi sau vài năm nữa lại được điều vào thành phố hồ chí minh phụ trách phân cục an ninh miền trong những năm làm việc ở chính quyền thành phố ông biết về ông dương không nhiều song ông rất tôn trọng ông về phẩm chất phong cách và đức độ của người chiến sĩ quân đội lúc đó tướng thành cương đã được biết ông dương là người do trung ương cục miền nam quản lý và là một nhân vật đặc biệt được hoạt động với tầm quyền khá quan trọng trong chính quyền thành phố. Khi ông Dương bảo lãnh cho cháu là nhà tư sản Nguyễn Hiếu, cũng có rất nhiều thông tin và ý kiến phản ánh với cơ quan an ninh. Ông Cương phải báo cáo những ý kiến này lên lãnh đạo Tổng cục. Lúc đó, đồng chí Bộ trưởng đang vào công tác tại thành phố Hồ Chí Minh đã hẹn gặp và thông báo cho biết ông Dương được một đồng chí, ủy viên Trung ương Đảng đề cử và đó là một người cán bộ có trách nhiệm đặc biệt trong quân đội. Bộ trưởng đề nghị ông có kế hoạch giúp đỡ cho ông dương và tìm cách lý giải việc bảo lãnh của ông ta với gia đình tư sản đơn giản hóa mối quan hệ huyết thống trong gia đình nơi xuất thân của ông dương lúc đó ông cương mới hiểu ông dương là một nhà tình báo chiến lược trong quân đội và ông coi đây là một điều bí mật cho đến nay tiểu tướng thành cương vẫn không hề nhắc tới chuyện này bây giờ khi các cộng sự của ông trong chuyên án đặc biệt đề cập tới ông dương tiểu tướng không khỏi suy nghĩ ông cần trao đổi với người có trách nhiệm về ông dương thiếu tướng nhấc điện thoại nội bộ đề nghị nối máy với đồng chí lãnh đạo phụ trách về an ninh đầu dây bên kia là tiếng nói của thượng tướng thứ trưởng bộ công an sau đó hùng đã được nhận chỉ thị của tướng cương vẫn tiếp tục tiến hành phương án hoạt động bình thường như không hề có gì khác lạ song với ông dương thì vấn đề làm hồ sơ xin khen thưởng là cần thiết nhưng hùng sẽ là người trực tiếp chỉ đạo việc này Hùng cũng được thiếu tướng cho biết, cấp trên đề nghị mọi bí mật về ông Dương chỉ có Hùng mới biết và mọi chi tiết điều tra Hùng sẽ trực tiếp báo cáo với thiếu tướng để đảm bảo tuyệt đối bí mật quá trình điều tra về gia đình này. Hùng thông báo cho ban truyền án kế hoạch hành động và cung cấp một tin quan trọng cho các đồng nghiệp, đó là vụ tên gián điệp nước ngoài đội lốt nhà báo ngoại giao Pháp đã có một cuộc gặp gỡ với nhân vật người việt đáng nghi vấn hùng đề nghị thiếu tá trực trực tiếp theo dõi và tìm hiểu về nhân vật này đó là luật sư đàm và những người mà ông ta giao tiếp kết bạn trong đó có ông đường anh đề nghị các cộng sự thường xuyên báo cáo tình hình phát hiện của các trinh sát với anh riêng về điều băn khoăn của dũng về mối quan hệ của đại tá bảo với những người bên nhà vợ hùng nhấn mạnh nhiệm vụ của dũng tiếp tục điều tra khẩn trương hết sức kín đáo để có ý kiến chính xác hùng cũng đề nghị huệ tĩnh tiếp tục nắm những mối quan hệ của nana ở hà nội đặc biệt quan tâm tới người phụ nữ xinh đẹp nọ anh sẽ có kế hoạch cùng với thái hà gặp gỡ nguyễn long và nana vào ngày mai cuộc gặp gỡ của nana với một phụ nữ ở sóc sơn diễn ra vào hôm chủ nhật hôm đó nana đánh xe đi lễ đền sóc và vào thăm khu trang trại của cô nhưng đó chỉ là cách cớ. Khoảng một giờ chiều, Nana ra vườn hoa và cây cảnh trong khu vực gần nhà nghỉ. Cô lững thững đi bộ như người vãn cảnh. Từ phía xa, một phụ nữ ăn mặc quý phái, dáng đi uyển chuyển đang đến. Khi đến gần chỗ Nana đứng, người phụ nữ này nghiêng mình như tránh né một cây hoa trên đường đi và nói nhỏ. Đất tốt, cỏ nhiều, hoa hiếm lắm. Rồi như có ý trân trọng những cảnh hoa ấy bà đưa tay phải ra vén một nhành hoa cúc vàng tươi giói. Làm như hiểu tâm trạng người kia, Nana cũng nói, hoa hiếm mới là hoa trần quý. Người phụ nữ nghe vậy, ngước lên nhìn Nana, gật đầu, rồi đi theo lối Nana vừa đi qua. Họ gật đầu chào nhau. Đúng lúc đó, trong túi sách tay của Nana, đã có một vật nhỏ từ tay người kia bỏ vào. Còn Nana vẫn đứng yên nhìn bà ta và tấm tắc khen một bông hoa kiểu diễm ở miền sơn cước họ đã nhận ra những ám hiệu và mật khẩu liên lạc với nhau nana đã hoàn tất chuyến đi cô lững thững dạo một vòng trong vườn rồi trở về nhà chuẩn bị về thành phố vài hôm nữa nana sẽ bay vào thành phố hồ chí minh để chuẩn bị lễ đính hôn cô đã mời và bố trí sẵn vé máy bay cho hảo và thái hà cùng vào tham dự người vừa gặp gỡ nana không ai khác đó chính là Lê Ngân Hoa, tên nữ gián điệp, xếp của Trần Vinh. Cô ta và Trần Cung đã có một cô con gái. Họ sống với nhau rất hòa thuận, che mắt được các cơ quan an ninh và hợp thức hóa công việc bí mật của mình. Trần Cung nghỉ hưu trước Ngân Hoa và hai người về Sóc Sơn mua nhà ở. Những hoạt động bí mật sau chiến tranh đã có một thời gian bị gián đoạn, nhưng tổ chức của Cung và Hoa vẫn giữ được an toàn. Cho tới những năm gần đây, khi trào lưu sử dụng mạng internet bắt đầu phát triển nhiều kênh thông tin quốc tế được đăng tải cùng đã nhận được tín hiệu liên lạc và hắn liều lĩnh phát tín hiệu thông tin tiếp nối liên lạc và rồi hắn đã liên lạc được với cơ quan tình báo của mỹ sau đó qua hộp thư chết và bằng những phương pháp liên lạc đặc biệt hắn đã được tiếp xúc bí mật với sếp một nhân vật quan trọng trong sứ quán mỹ tại hà nội nhưng ngay từ đó bệnh tình của hắn bắt đầu phát triển. Hắn chỉ ở nhà chữa bệnh và ngân hoa thay hắn tổ chức liên lạc và chỉ thị cho cấp dưới. Vì thế Trần Vinh cũng nhận được lệnh tiếp tục trở lại công việc. Mấy năm này, Ngân Hoa gần như trở thành nhân vật chính của nhóm. Mới đây, hắn nhận được tin xếp cũ của hắn là viên chuẩn tướng đặc nhiệm ngày xưa, vẫn hoạt động kín đáo, đã nối lại được liên lạc với những điệp viên cũ và cử đặc vụ đến tìm gặp hắn. Đó chính là ông Bình. Bình đã đồng ý đề nghị của Nana, cử cô trực tiếp đi gặp Trần Cung. Và Nana cũng là người liên lạc của A2, xếp bảo với nhóm điệp vụ ngoài Bắc này. Cùng đã cử Ngân Hoa, thay hắn gặp gỡ tên điệp viên do xếp cũ phải tới. Thế là Ngân Hoa và Nana đã được biết nhau trong lần gặp mặt độc đáo này. Trong túi của Nana là kế hoạch hoạt động của nhóm tình báo của Trần Cung và báo cáo về lý do để Lê Ngân Hoa đi gặp Nana trong buổi liên lạc. Đồng thời hắn cũng đã đề nghị đổi phương thức liên lạc thường xuyên để đảm bảo tuyệt đối an toàn. Nhưng còn về phần mình, hắn đề nghị Ngân Hoa cho phép cấp dưới tìm hiểu với Nana và đề nghị Trần Vinh báo cáo tin tức về nhân vật ở Sài Gòn ra, gặp gỡ một người ở Hà Nội, đó chính là ông Đàm mà Trần Vinh đã quen biết. Hết phần 11 mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 12